Nè đi chơi. Ghê trời, dẻo ghê trời. Thôi cái đít kìa. Ừ chân ơi. Anatapatiye apatite thế na apatite. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh Thành Hiệp Vlog các bạn ơi. Mấy chị đâu vậy chị? Nãy đi lụm chiếc máy bay nè. Nè, đây cũng được lụm được chiếc máy bay nè. Chị này có bầu rồi sao chạy nhanh như vậy? Quên nữa. Hôm nay là làm máy bay quấn gác. Máy bay quấn gác là làm sao? Gác nè, quấn thôi. Máy bay nè. Ngộ em, lạ. Mới thấy à. Thấy không? Nè, giống chiếc máy bay không bạn? Ồ. Nhìn máy bay vậy như cá sấu vậy. Cá sấu không? Giống hả? Ừ. Quá à. Wow. Ta có bộ đá nè vậy trời. Trời có bộ đá đít nữa trời. Có bộ mà đá nè vậy. Ok. Thì anh em mình sẽ đi chia, mình sẽ đi làm món máy bay quấn gác. Máy bay quấn gác. Đây là gác nè, quấn máy bay nè. Không, nãy giờ quấn được mới nè các bạn. Giờ đập quấn thêm nữa. Cho đã. Phi. Về tới công đoạn quấn gác các bạn ơi. Nhét gác vào bụng nó luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Quá ghê. Này nè, lấy ra nè. Đem làm gì biết không? Gì? Đem làm gì biết không? Gì? Nhét vô bụng nó. Nó vừa quấn gác mà nó vừa nuốt gác luôn. Đi các bạn ơi, xong con nè, nó quấn gác nè, giờ mình... Giờ bỏ máy bay quấn gác lên nè. Nó bị phê à. Đây, con thứ hai. Hai chiếc máy bay chập ba lửa luôn. Trung Quốc Việt Nam. Đây các bạn ơi, máy bay quấn gác của mình sắp thành công rồi các bạn ơi. Ồ, thấy thèm chưa? Con nhỏ khùng kìa, nằm kìa. Nằm loại cái đùi thế ớn chài. Tấm xin nách rồi các bạn. Đây các bạn biết chỗ nào không bạn? Đây là chỗ mình hồi đó mình nướng chim heo rồi. Ngay góc bên đó đó. Đó. Nướng phô câu heo á. What? Giờ nó cuốc bánh xà lan hết rồi. Không còn cái gì nữa. Bạn thấy đã không? View quá trời đẹp. Giống núi vậy á. Còn giống con ở Campuchia vậy á. Đất đỏ nè. Ở đây như là cũng như là sa mạc vậy á. Ồ đẹp kìa. Hứt xảy con mà bảy nhà ai. Trời đến hai phương trời. Để tôi là dòng sông đưa phù sa. Thượng trời bị già trời. Trời. Đi gì vậy? Con quỷ này. Bị già ta ba bi này có hai bi à. Con cây cơ đó. Hai hai bi hai cái cơ đúng rồi, cơ này dài hơn. Để tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đong. Long đong. Dạ. Ok bạn ơi, trong thời gian chờ đợi biết mình làm gì không? Mình sẽ làm muối ớt các bạn ơi. Đây nè, bột muối ớt nè. Bạn ơi, hôm nay mình ra đây không có đem chén đem gì hết á. Mình đập muối ớt trong bột này nè, ăn mới nó ngon. Các bạn đón xem mình làm nào các bạn. Quất xỉu cay luôn các bạn ơi. Đây nè, ớt nè, 5 chai ớt, 6 chai ớt luôn. Bẻ cái này bỏ đi. Ăn vậy chắc hơi bị phê à. Trong vỏ mình luôn lúc đầu là có đầy đủ gia vị hết á.
mà cái chén không có bạn, kho đem đi quá, một lớp mình quên nữa. Mà ra đồng mình ăn vắt vải gì nè, nó ngon. Mình khoái vậy á các bạn. Đường đây có hai chai tắc nữa, ngồi mình muốn ăn tắc mình nặng vô, mình không muốn ăn thì mình khỏi nặng đó. Vậy á các bạn. Đây quỷ này gái lưới mặc quần lú đâm chưa, biết sẵn cái quần nào mà không lú. Lú gì được rồi, đừng có lú ở trước xa được rồi. Ủa mất cái duyên ghê trời. Kìa bây giờ bà bầu đang bạc. Máy bay mình sắp chín nè, nó sát không à. Lâu quá. Ba mẹ, cái máy bay này sát không à, các bạn ơi. Lâu trình thấy bệ. Bà bầu đang quạt kìa, bà bầu thèm quá đang quạt kìa. Nè, lửa nè, bốc vô, dục vô nè. Còn bà này ngồi, ngồi chỏi dục. Chỏi không à? Bà nội kia bị bể bánh xe các bạn. Nghe điều công chiến à. Yeah. Anatapateye apatite te na apatite. Sau đây là chương trình thi người mẫu. Người mẫu sao thì thử rồi. Người mẫu ai đi đẹp nhất sẽ có quà gì không Mỹ? Có quà. Quà gì? Quà hồi em cho ăn máy bay luôn. Ghê chạy. Quà máy bay chạy. Nè đi chơi. Ghê chạy. Dẻo ghê chạy. Rồi cái đít kìa. Ừ chân ơi. Coi cái đất bự chứ bá trời. Coi cái chân kìa. Chèo bẹo à. Không giống mày đề tiễn chút nào hết trời. Ok các bạn ơi. Giờ máy bay cuốn rác mà quăng rác mình về chính rồi các bạn ơi. Đó. Giờ mình sẽ đem ra thưởng thức rồi các bạn. Nè. Đó. Nó đen xì lì. Máy bay bị rớt nước á. Đi xét á các bạn ơi. Đây nè. Đó. Ồ nó thơm mùi rác ghê. Đây mọi người ơi. Đừng cởi áo lên trời. Em này. Khá là miệng. Ghê trời. Sao anh không có ta. Đây mấy chị em mình sẽ ăn máy bay quán rác chung với muối ớt. Có nặng tắt chưa? Nặng. Nè. Hai trái của em á. Cái này mới tư vậy. Tư lắm. Này nặng rồi biết làm gì không bạn? Chấm mua này quất luôn. Còn chút xanh. Ừ. Ok. Ôi đã. Đây chút mình ăn nữa. Đây cho em con nè. Em cởi nó coi. Chính không? Ơi. Chính ra không? Tặng cho em con nè. Trời ơi đẹp trai lắm. Đây tặng em con luôn. Cái máy bay này ăn cẩn thận nha, chừng sắc không á. Ủa yeah. Cái này sắc thiệt. Ừ. Đây tục thăng với máy bay gì. Nè lộn. Giờ hai em thử coi. Quất cái chị. Chị đừng có ngại nha. Quất cái đau ra chị. Quất chị nè. Ủa sắc đâm lòi miệng luôn. Này làm gì nè, dục gì nè. Tại sao nó dính luôn vậy? Quất qua đi cho nó gọn. Nó không ra nè. Gỡ đi. Ủa, ồ, nó chín mất rồi. Nè, đó. Nó thơm xả phi bể luôn á. Nó thơm xả bể luôn á. Thơm không? Thơm. Em thơm đó. Phê không? Phê, phê á. Em này dễ miệng trời. Dẻo gì con gái con trai nó cua nãy em đi ngoài cổng kia chọc ngoài nhảy có đừng mấy kia nó bị đuôi á tính về em luôn tính về em luôn ghê trời sao anh không có ai có làm gì nè ghê em gặp chạy lắm á bộ sao anh không có ai về anh hết đi anh đi ghê quá
Tại anh có bầu rồi ai gì anh nữa. Ăn thử nha, mấy má. Đây mời các bạn đây các bạn. Đây là lọc da ra là mới thấy ngon nè. Ừ. Lọc ra toàn là gác ở trọng không á. Cho cục đuôi. Ôi con này. Quá đã. Nè bạn ơi. Máy bay này là cái đuôi máy bay à. Trời ơi quấn gác. Nó đang thù lùi. Chấm ớt nè. Mời mấy anh mấy chị nha. Đi ăn gà trời. Ngọt lắm. Mà dai lắm. Gác còn trong đây hết à. Máy bay này nuốt cát thì bể trời. Đây nè bạn ơi. Ngọt y gà luôn á. Quá là phê. Có bộ mà gặp thứ này trời ơi đã. Chơi với cái này là cá lau kiến nha bạn. Cá lau kiến. Thường thường ta kêu ăn cá sấu không á. Ừ giống cá sấu thiệt. Đi ăn cá sấu con á. Này các bạn lặn dưới kinh đó. Nó có mấy cái hàng ở dưới mấy cái lỗ sáng á. Là nó đó. Nhỏ này nói nhiều quá trời. Ăn lo ăn đi nói nhiều quá. Nói nhiều hồ dân nước bán cùng lúng vợ. Đến rồi. Gùi quá trời đếm xịt gùi cho. Đừng xịt, đừng xịt, đừng xịt, đừng xịt. Ở đây có gió nè. Em xịt gì nè. Chuyện nào 30 đi xịt. Ăn ăn đừng có bắn pháo bông được nè, ăn bằng tay luôn nha. Thịt nó dai ghê trời. Y như thịt gà. Này y như thịt gà mái. Này đẻ mấy lứa rồi. Chưa đẻ. Chưa được biết luôn. Chưa. Này trống mà. Nè nhìn con ghim thấy không. What the fuck. Ghê. Chưa đẻ. Này chắc già lắm nè. Cũng ít cân nè. Tâm nãy cắn quá trời. Trời. Cá này ăn ngon, ngọt, ngon. Nghe nói người ta nói hấp xả ăn ngọt luôn rồi. Đúng rồi. Hồi đợt mình ở Lâm Đồng các bạn. Đi ra suối. Ủa giang lưới dính lần 5-7 kg. Mười mấy ký. Ghê. Luộc xả rồi nè ăn. Trời ơi phê. Ủa mà cá này làm khô ăn ngon nữa. Phê. Dạ áo không vậy. Ê. Này biến thái chứ mày. Này đừng tin sao sợ gì. Ừ. Cái mặt nó gian thấy bể. Bút đi nè. Đó. Đưa sung sung lên mời các bạn cho các bạn thấy thèm coi. Cái gì sung? Đó, làm sung sung lên đi. Đây mời các bạn. Cá lóc kiến nè. Máy bay. Máy bay hả? Máy bay quân gà. Ủa nó dài con nè. Máy bay nè các bạn. Con này nó dài nè. Ôi. Thịt gỡ không ra luôn con nè. Mày có chú à. Cái cục thịt kìa. Cái chú ơi, cái chú. Em có bầu em thèm này quá trời cái chú ơi. Mày mọi người nha. Ngọt ngay rồi. Với mười mấy anh nữa, quên. Mấy anh ơi, trời. Ăn cái này chút mình để cái này lại nha. Chứ hả? Để mình về mình bán với chai. Cái này sắc không á. Máy bay quấn cát toàn là sắt với nhôm rồi thép được không à. Thích nó thấy bãi trời. Ngon. Để ngon. Về bán với dạ. Chai nha. Đây mời các bạn biết không. Giờ bốc miếng ớt nè. Phê. Ra đây ăn bốc hơi dơ tí bạn. Không bạn. Vậy mà nó ngon á bạn. Nhưng mà rửa tay sạch rồi. Ngon á. Tại da nó mình lột ra thôi mình đem thôi. Ok. Quá phê. Bọn ngay à. Ok các bạn ơi. Clip mấy anh em mình xin dừng tại đây các bạn ơi. Các bạn thấy hay cho anh em mình xin một like và một đăng ký kênh các bạn. Ủng hộ anh em mình cho mau phát triển luôn đi các bạn ơi. Các bạn đừng quên chia sẻ video đến bạn bè cùng xem nha. Ủng hộ anh em mình. Dạ rồi. Bye bye.
Bye bye các bạn.